lại trước tay mình đang là siêu phẩm mới nhất của Samsung luôn, Samsung Galaxy Note 9. Đầu tiên là đánh giá nhanh trên tay em ấy nhé. Đầu tiên thì về mặt thiết kế là không có gì quá khác biệt so với Note 8 cả. Chúng ta vẫn có một cái thiết kế là kim loại cũng như là hai mặt kính ở mặt trước và mặt sau. Tuy nhiên thì cái màu sắc là màu xanh thì có một cái bút S Pen màu vàng khá là lè lẹt. Nhưng mà khi mà mình cầm trên tay thì nó thật sự là nó rất là nổi bật. Và một điều mình không ưng ý lắm là cái phần mặt lưng của máy thì rất là dễ bám dấu vân tay, cầm một lát là nó đã rất là dơ rồi. Và các góc cạnh lần này của Samsung làm thì họ làm tốt hơn, ý là đỡ bám dấu vân tay cũng như là đỡ cấn hơn, nhưng mà không có nhiều khác biệt cho lắm. Và các góc cạnh của máy thì cũng không có được mềm mại như là dòng S, mà nó mang vẻ cứng cáp hơn, phù hợp với các anh chàng doanh nhân. Và bây giờ đến phần màn hình thì màn hình chúng ta khá là to. So với Note 8 thì nó có tăng kích thước lên một xíu, từ 6,3 inch lên là 6,4 inch. Và màn hình của Samsung thì đó giờ luôn nổi bật với màu sắc sống động rực rỡ rồi. Giao diện của máy cũng không có quá nhiều thay đổi. Và về phần cấu hình của máy thì chúng ta sẽ có con chip là Snapdragon 845 hoặc là Exynos 9810, tương tự như là em S9 và S9 Plus. Còn về RAM và ROM thì mình đã nói như ban nãy, chúng ta có hai phiên bản là 6GB 128GB ROM và 8GB 512GB ROM. Còn về phần camera thì chúng ta cũng sẽ có camera hai khẩu độ, camera kép. Đây là camera kép. Đó. Đây, selfie ngay vào luôn nha. Đây là cái bút S Pen. Và cái bút S Pen này có một cái khả năng là mình sẽ làm cái remote. Đó. Nè, bấm một khác là. Điểm đặc biệt ở cái bút S Pen này là chúng ta sẽ không cần phải sạc nó, tức là mình chỉ cần cắm vào máy trong vòng 40 giây là mình có thể xài được trong vòng 1 tiếng đồng hồ, tức là khoảng 200 lần bấm. Và chức năng của nó thì là có thể là nhờ cái kết nối Bluetooth này chúng ta có thể chụp hình selfie. Và viên pin của máy cũng khá là tốt, là mức 4000 mAh, các bạn có thể tự tin dùng trong một ngày dài, nâng cấp khá là lớn so với là Note 8. Xin chào các bạn, bây giờ mình sẽ kết thúc phần đánh giá nhanh trên tay của em Note 9 này rồi. Bye bye.